Mình xin kính chào quý ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn, các em đã quay trở lại với kênh Cuộc sống hàng ngày của hai bà cháu Chen. Lời đầu tiên cho mình mến chúc tới tất cả mọi người một lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui nhé. Hôm nay mình có đi chợ và mua được một mớ hến, hến quê, hến hến này là hến sông của quê hương mình. Thì bây giờ mình sẽ xào với rau bầu. Rau bầu này là rau bầu vườn nhà, thì mọi người cùng tham khảo nguyên liệu với mình nào. Để xào với cái món hến xào rau bầu này thì nguyên liệu rất đơn giản gọn lẹ thôi mọi người ơi, gồm có dầu ăn và mì chính, hạt tiêu, nước mắm và hạt nêm và muối canh, không thể thiếu được đó là tỏi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mình luộc hến không cần đãi nhá, rất chi là nhanh luôn. Mình chuẩn bị ở đây là một nồi nước và mình cho vào đây một xíu muối, một xìa cà phê muối trắng này. Sau đó mình sẽ cho hến vào luộc. Đây mình cũng chia sẻ cách luộc hến của quê hương mình, mẹ mình dạy cho mình và bây giờ mình vẫn áp dụng đến bây giờ. Mình cho hến vào và đảo đều, khi sôi trở lại những cái ruột hến này mở hết ra, là mình vớt hết cái ruột hến này ra. Đó, cái cách này không cần đãi luôn, rất nhanh và đơn giản mọi người nhé. Cứ như này mình đảo, thì hến sẽ mở hết miệng ra và cái ruột thì nổi lên. Mình luộc mình cho hơi nhiều nước một chút mọi người nhá, thì hến nổi lên dễ mà mình vớt rất nhanh. Cứ như này mình vớt vớt hết xong bắt đầu mình lại đảo đều, áp dụng cho đến khi hết thì thôi mọi người nha. Sau khi hến mình đã luộc xong và vớt được tần này ruột hến và nước hến mình đã bỏ ra lọc lấy phần nước trong, bây giờ mình sẽ đi ướp hến nha mọi người nhé. Mình nêm vào đây 1/3 xìa cà phê hạt nêm cờ no, một tí xíu hạt tiêu nữa thôi này. Một tí xíu mì chính và nửa xiên phở nước mắm. Tất cả đảo đều. Bây giờ mình sẽ đi xào hến mọi người nha. Mình cho đây độ khoảng 1 xìa rưỡi cà phê, 1 xìa rưỡi ăn phở, dầu ăn. Đợi đợi dầu ăn nóng mình sẽ cho tỏi vào phi. Mình cho đây 1/3 số tỏi băm này. Khi tỏi đã thơm mình cho hến vào xào. Mình đảo đều cho hến săn lại, thấm ngấm gia vị và xúc ra đi xào rau bầu. Hôm nay mình cũng bận quá mọi người ạ, nấu cơm hơi tối, bây giờ cũng là hơn 7 giờ tối rồi mọi người ơi. Khi hến mình đã xào săn thấm ngấm gia vị như này, mình tắt bếp đi và xúc hến ra. Tiếp tục đi xào bầu mọi người nhé. Mình cho vào đây 2 xìa phở dầu ăn và chút hết cái phần tỏi băm này vào để mình phi thơm.
Khi tỏi của mình đã thơm, mình cho cái phần ngọn rau bầu này vào trước này, xào trước này. Cái rau bầu này là rau bầu vườn nhà nhà mình đây, mình đã cắt và sơ chế nhặt sạch sẽ, rửa sạch và bây giờ mình sẽ xào cái ngọn bầu này trước. Mình sẽ cho ở đây 2 muôi nước hến luộc này, rau của mình bị sẽ xanh, không bị đỏ và không bị cháy son nữa luôn. Mình đảo đều. Hến xào rau bầu này ngọt lắm các bạn ạ. Quê hương mình rất hay nấu cái món này. Khi cái phần cuống bầu của mình đã tái tái, mình cho hết cái phần lá vào mọi người nha. Bây giờ mình sẽ cho gia vị mọi người nhé. Mình cho đây 3 xìa cà phê hạt nêm cà lo. Hai xìa cà phê muối trắng. Và 1 xìa cà phê mì chính. Nửa xìa cà phê nước mắm. Rồi, tất cả mình đảo đều. Mình đảo đều cho tới khi rau thấm ngấm gia vị. Sau đó mình sẽ cho cái phần nước luộc vào. Con chưa chào cả nhà. Hôm nay mình đi học về rồi. Hôm nay con giúp bà nấu cơm. Bà nấu cơm với rau. Con mời bạn ngồi ăn cơm. Khi rau bầu của mình xào đã chín gần được như này, được độ khoảng 70%, mình sẽ cho hết cái phần nước luộc vào đây nhé mọi người nhé. Dạ. Bà đang nấu cơm cho con ăn. Khi mình cho nước hến vào và đun sôi trở lại được độ khoảng 2 phút, rau bầu của mình cũng đã mềm, đã chín rồi. Mình cho cái phần ruột hến xào vào nhé. Mình cho vào đây già nữa, còn một ít thì chốc nữa mình xúc lên chốc bát cho đẹp luôn. Đó. Sau đó mình cho cái phần tỏi thái lát vào đây. Và mình tắt bếp, nêm thêm một chút mì chính nữa là xong. Mình cho đây nửa xìa cà phê mì chính nữa nha. Đây mọi người ơi, thế là mình đã hoàn thiện xong bát canh hến nấu với rau bầu. Bây giờ mình mời mọi người cùng nếm thử với mình nha. Ngon lắm mọi người ơi. Nước rất vừa ăn, béo béo ngậy ngậy của hến và ngọt tự nhiên của rau bầu kết hợp lên cho gia đình một bát canh rau bầu nấu với hến rất chỉ là thơm ngon. Mình cũng mời tất cả mọi người cùng đi dùng cơm với gia đình hai bà cháu Chen nhé. Cuối cùng mình xin cảm ơn tất cả mọi người trong suốt thời gian qua đã theo dõi video và ủng hộ hai bà cháu, bấm đăng ký kênh và viết những lời bình luận, chia sẻ để bà cháu Chăn học hỏi mọi người rất nhiều. Mình cũng xin cảm ơn mọi người và chúc tất cả mọi người một lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, bình an và vui vẻ bên mâm cơm gia đình nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.